săn trứng thần kỳ. Tặng em một trứng thần kỳ Ruby khi... Ồ, bữa giờ đang hot rần rần. Chào lưu inbox trứng, khám phá linh thú bất ngờ. Riêng bộ môn inbox này đúng là đam mê của tôi rồi. Eo ơi, mà trong trứng này có quà xịn thế không biết. Hôm nay hãy cùng mình test thử nhân phẩm xem có mở được linh thú mà mình thích không nha. Đam mê thì không có tuổi tác nha các bạn. Vừa nghe tin Nuvi có chương trình khuyến mãi mua 6 lốc tặng một trứng thần kỳ phiên bản thợ săn linh thú này là mình phải ngay lập tức phi thẳng ra cửa hàng gần nhà tạo ngay sữa tươi trái cây Nuvi để đổi trứng. Sữa này thì mình uống đó giờ, thơm ngon vì trái cây hấp dẫn. Sản phẩm còn sử dụng sữa tươi một nguồn duy nhất từ trang trại bò sữa Nutimil Gia Lai, cực yên tâm nha. Để xem hôm nay may mắn có mỉm cười với mình không nè. Ta-da! Giờ là phần quan trọng nhất nè, inbox trứng nha cả nhà. Với thiết kế giao diện khá đẹp mắt, trứng có màu cam. Đã vậy, trên bao bì mỗi quả trứng còn được in 5 vùng đất linh thú khác nhau trong phiên hoạt hình thế giới Nuvi nè. Như là núi lửa thạch, đảo trái cây, cung điện mây, hồ ca cao lúa mạch. Cuối cùng là dạ quan chốt nha. Tay mình đang cảm nhận hình như là nó, đúng không mọi người? Cái tạo hình này đúng là nó thôi, không sai đi đâu được, đúng không mọi người? Đúng không mọi người? Wow, đúng nhân vật chị đang tìm rồi nè. Kỳ này em mang cho tụi bạn lấy mắt chơi nha. Đảo mọi người ơi, đúng là ở hiên gặp lòng. Ta nói hôm nay trò test nhân phẩm cực hơn nhé. Cuối cùng thì mình cũng đã inbox một em khủng long bạn chúa rồi nè. Đây, hôm nay là mình mới sưu tập có nhiêu đây thôi. Nên là từ đây tới ngày 10 tháng 8 phải tranh thủ săn thêm để sưu tập chọn bộ 25 linh thú mới đã cái nương ham vui của tôi. Đây đây, Black nhẹ thành quả của tôi vừa mới sưu tập được nha. Các bạn nào muốn trở thành thợ săn linh thú đích thực như tôi thì nhanh cái tay lẹ cái chân nha. Còn chân chơi gì nữa, mua ngay sữa trái cây Nuvi, sưu tập chọn bộ 25 linh thú bất ngờ cùng thở nha.